À, xin chào tất cả các bạn. Cái này mà hôm trước mình làm cái cây quế, mình có nói là mình uống lại cây mai này các bạn. Thì các bạn thấy cây mai này á, lúc Tết mình cắt chát cho trong này, còn lại cái cốt cành thôi. Đó, sau khi nó đâm ra thì mình đã uống hết lần dây rồi. Thì các bạn thấy là nếu mình uống cây mai á, thì nó rất là đều lúc mình mới uống á. Nhưng sau một thời gian thì các bạn thấy là nó xà lĩa đi đâu hết trơn à. Nó không có như cái ban đầu của mình nữa. Thành ra đó thì mình uống nó một thời gian mình phải tháo dây nó ra các bạn ha, với lại cái cọng dây nhỏ này nè nó sẽ không phù hợp nữa ha, nó bị khuyết vô thì mình phải dùng cái cọng dây lớn hơn ha, để mình uống lại thì nó mới chuẩn cái cây, cái nhánh nó theo cái ý của mình được, nó không bị hư cây, rồi lại nó cành nhánh nó mới theo cái ý của mình được các bạn ha. Thành ra đó thì hôm nay mình chia sẻ với bạn là cái cách mà mình uống cây á, là bao nhiêu lâu mình mới thay cọng dây một lần, rồi bao nhiêu lâu mình uống lại một lần đó. Thì bây giờ trước mắt để mình tháo cái dây ra, thì mình tháo đâu mình sẽ chia sẻ cho bạn tiếp tục ha. Đây các bạn, thì bạn biết rồi, khi mà mình uống á là cái cây nó còn nhỏ, nhánh nó còn nhỏ các bạn, nhỏ xíu, nó tầm khoảng cái đầu đũa ăn các bạn, đầu đũa ăn là mình uống rồi mình vô dây được rồi ha, để mình lắc lượng nó thì nó mới dễ, chứ đừng để bự quá ha. Tới khi mình vô dây rồi đó thì nó tầm khoảng 5 6 tháng, 4 tháng trở đi các bạn, tầm khoảng 4 tháng trở đi là mình bắt đầu mình chuẩn bị mình làm dây lại cho nó rồi. Thì cao lắm là phải 5 6 tháng là bắt buộc phải làm các bạn, nếu mình để lâu quá đó thì bạn biết sao, nó sẽ khuyết quá thì mình rất là khó làm ha, là nó không có đẹp cái cành nhánh của mình nữa đó. Sau khi mình vô cái đợt dây mà thứ hai này nè thì mình để lâu được các bạn, nó không sao, nhưng cái đợt này bắt buộc mình phải làm. Thì thường các bạn cứ hỏi mình hoài á, là vô dây gì á, là nó ở bao nhiêu lâu mới tháo dây đó, thì mình cũng chia sẻ với bạn nhiều lần rồi. Hôm nay thì một lần nữa mình chia sẻ với bạn là sau khi mình vô dây cái nước đầu đó với cái nước thứ hai đó thì nó tầm khoảng 4 tháng các bạn, 4 tháng là bắt buộc mình phải vô lại ha, trong 4 tháng cho đến 5 6 tháng, thì cao lắm là 6 tháng nha các bạn nha, không không thể nào để qua cái mức 6 tháng là mình phải vô lại đi nha. Giờ cái vô cái đợt sau này nè, cái đợt này nè là mình để lâu được, mình để 1 năm cũng được nữa ha, nhưng mà cái đợt đầu này á thì mình phải là mình phải tranh thủ mình vô lại các bạn, thì cái cành của mình nó mới đẹp được ha, cành mình nó vừa đẹp mà lại nó vừa là không bị hư nữa các bạn. Đó, vậy đó. Như bạn thấy bây giờ mà nó khuyết rồi nè, nếu mình để lâu nữa đó cái cành của mình nó sẽ bị vặn vẹo theo cái chiều hướng của cái cây nó phát triển đó. Bởi vì khi đó cái cọng dây các bạn thấy là đấy, là cọng dây này nó nhỏ nè, nó không có đủ sức để chịu lại cái cành nó phát triển các bạn, thành ra nó sẽ méo mó đi, không có đúng cái hướng của mình đó, đồng thời nó sẽ làm khuyết vô. Khi mà nó khuyết quá đó mà mình vô dây mình làm lại á thì nó rất là dễ bị gãy các bạn đó. Thì bây giờ đó là nhiệm vụ là mình phải bấm đó. Bấm dây ra hết làm lại ha. Sau khi mình vô cái dây đợt tiếp theo đó thì để lâu được các bạn. Thì các bạn thấy cái mai này á này, bạn nó khuyết ở này nè, nó khuyết mà cái nhánh nó gặt ở vô rồi ha, so với lúc ban đầu của mình. Bạn thấy cái mai này á, thì mình cắt nó từ lúc Tết các bạn ha. Tết thì cắt chùi lủi luôn á. Sau khi cắt chùi lủi thì bữa nay được nửa năm, hơn nửa năm các bạn. Nay là tháng 7, đầu tháng 8 mình rồi. Ê, nay nửa tháng 8 các bạn ha. Đó thì cũng như được 8 tháng rồi. Bây giờ mình vô cái nước dây này nữa là ăn Tết luôn các bạn. Cái Tết là mình tháo ra cũng được mà mình không tháo cũng không sao các bạn.
Đó thì nếu các bạn muốn để cho nó khuyết dày mà nhìn thấy nó ngu nặng rồi đó thì mình vô cái dây đặt sau này nè, mình để cho nó lâu tí ha, thì nó sẽ khuyết cái dây vô. Đó, các bạn thấy tổng thể cái cây như nãy mình cho bạn xem á, thì tổng thể cái cây nó sẽ là không đẹp được các bạn, do cành nhánh nó lệch trơn rồi, thấy không? Xấu quá à. Thành ra là nếu mà mình không có làm, với lại mình vừa vô dây lại mình vừa cắt tỉa nó nữa các bạn, cắt tỉa cho nó thoáng ra, ha. Những cái cành nhánh mà nằm trong đó, rồi những cái lá này nè các bạn, ha. Và để ý là những cái lá này thì mình ngắt bỏ luôn nữa các bạn. Những cái lá nào mà có kèm bông nè, các bạn thấy không? Cái đây là nó có bông. Cái đây nó có bông nữa bạn, cái đoạn trong nó không có bông thì mình ngắt ha. Thì cái lá các bạn để ý ha, cái lá nào mà có mỗi cái lá có một cái bông nè thì mình nên chừa lại ha. Đó, ví dụ như chỗ nào là được nè, để mình cho bạn xem. Thường thì cái mai cái nhiều tùy thiếu giống mà, nhưng giống này thì búp búp nó quá nhiều rồi nên mình không có thể mình lặt nó các bạn. Những chỗ mà nó nè, và thấy những chỗ này thì nó không có búp này ha, mình lặt nó đi cho nó thoáng ra để mình dễ vô dây các bạn. Cái chỗ nào mà nó có búp thì mình không nên lặt đá ha. Như vậy đó. Rồi bây giờ để mình tháo hết dây rồi xong cái mình vô dây lại, thì hôm qua hôm kia thì mình cũng có nhận cái tin nhắn của cháu nào đó, thì nói là chú làm thì chú đừng có cắt ghép video, chú để full cái video hết. Thì đó là ý của cháu thôi, chứ thực ra thì anh em cả một cái cộng đồng thì rất là nhiều anh em, các bạn tưởng tượng được đi, nếu mà mình không có cắt ghép cái video á thì cái cây này mình làm, nếu mà bắt đầu mình tháo dây cho đến mà mình vô dây lại rồi mình uống nữa đó thì cái cây này tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ mới xong các bạn, 3 tiếng đồng hồ ha. Thì mình không có thể nào mình để 3 tiếng đồng hồ một cái video thế này, thì các bạn xem nó rất là chán luôn á, không có gì để xem hết trơn á. Thành ra mỗi khi mình làm cái video á thì bắt buộc mình phải cắt ghép các bạn, hoặc là mình tua đi, tua cho nó nhanh đi. Tại vì ví dụ một cái đoạn cắt dây thế này nè, cắt dây nó là cắt dây thôi bạn, bạn hiểu không? Thì cắt dây nó là cắt dây thôi, thì mình chỉ nói là mình cắt dây là mình chỉ cắt một đoạn cho bạn biết, hiểu rồi. Chơi một cái video cứ ngồi cắt dây hoài, giờ tới lúc vô dây, không lẽ tới lúc đó là một cái video mà cứ vô dây hoài, giờ tới lúc uống thì mình sẽ ghép lại từ đoạn, nó sẽ thành một cái video cho bạn xem. Và mặc dù nó hơi ít nhưng mà nó lại đủ cái, chủ yếu là mình làm đủ cái nội dung của bạn, truyền tải đủ cái nội dung mà mình muốn truyền tải cho bạn thôi ha, chứ mình không phải để một cái video dài gì đó. Thành ra cái bạn mà nói mình là nên để full cái video không cắt ghép thì chắc mình không làm, bởi vì khi mình làm ra thì nó đáp ứng được cả một cái cộng đồng chứ không phải đáp ứng riêng một người thì không thể làm được ha. Rồi mong các cháu có thông cảm nha. Rồi thôi bây giờ để mình cắt cái này xong rồi, tí nữa mình sẽ quay lại cho bạn xem ha. Cây mai này nó quá trời nhiều nhánh các bạn, thành ra là mình cố gắng mình uống hết cái bộ nhánh này á để cho tết nó con nhiều các bạn ha. Chứ đúng ra mình tỉa bớt thôi, nhưng trong đây cái nhánh này chúng lại bỏ nè. Đây, nằm sâu trong quá mình cố gắng mình vô, thì đầu tiên á mình thường á là mình uống cái ở phần dưới mình đi lên các bạn, phần dưới thì nó rộng nó lớn, mình uống cái phần lớn trước, uống cái đầu dưới cũng là thì dụng con dây nó hơi lớn tí các bạn, vì hơi lớn tí cái mình uống cho nó
cho nó thưa thôi, không cần uống ngạt như lúc đầu ha, nó thưa dai dai. Thì các bạn thấy là cái mai mà để lá cái này nè, nói chung là cây gì cũng vậy chứ, mình để lá thì làm nó khó lắm bạn à. Đặc biệt cái mai này nó lại nó có búp nữa, thành ra vô dây lên là nó gãy hết. Bạn thấy làm một cái cây thì rất là công, tốn công dữ lắm. Còn mà tháo dây này như nãy các bạn thấy là nếu mà dây đó mà mình tháo ra lấy cái cọng dây á thì phải vài tiếng đồng hồ mới tháo hết các bạn, thành ra bắt buộc là mình phải bấm thôi. Thì cũng có bạn nói là dây bấm bỏ phí, thực ra không phí các bạn, nếu mình tính cái công thì vẫn còn lãi, vẫn còn lời to các bạn. Mình ngồi lên bấm mấy tiếng đồng hồ chết luôn à, ra thôi bỏ lời hơn. Một ký dây nó có 100 mấy chục ngàn thôi bạn, tại vì chân ký dây nó cũng nhiều lắm ha. À, ra bấm luôn vậy đó, chứ không phải là mình mà phí các bạn ơi ha. À, các bạn nói mình phí quá, cắt bỏ ổn quá, không có phí, nó vẫn còn lời các bạn. À, cái này nè mình có thể mình bỏ cái đoạn này mình không vô cũng được nè ha. Đây mình dịch nó tới đây nè, thì cái đây nó có cái co sẵn nè, cái mình dịch nó vô luôn ha, đỡ đỡ vô được đoạn. À, bạn thấy mình để ý mình vô con dây thì cái này mình đã chia sẻ nhiều rồi. Khi mình vô thì cái cọng dây mình xoay theo cái cây, chứ mình đừng có lấy cái cọng dây của mình mà bắt cái cây xoay theo cọng dây các bạn ha. Thì cho dù cái cọng dây mình có lớn hơn cái cây nhưng mà nó vẫn là không bị hư cái cây các bạn. Đó, thì nhiều bạn nói là uống dây là nó bị bỏ cái cành, thực ra là bỏ không cho mình, một là mình uống nó bị ngặt nghèo quá đó, nó cũng bỏ cành khuyết nó hư, hai nữa là khi mình uống xong đó bạn thì các bạn không có tỉa tấm nó thường xuyên á, là cái cành nhánh nó không phát triển đồng đều đó, thì khi cái cành mới nó đâm ra cái cành cũ mình uống là nó sẽ cành cũ nó sẽ bị cành mới nó lắng các bạn chết luôn ha. Đó, ra khi mà mình uống xong rồi mình phải dòm ngó nó bạn, canh me nó ha, có thằng nào nó đâm ra thì mình phải cắt tỉa nó kịp thời bạn, nó lắng cái là tiêu cái nhánh của mình. Thì ví dụ mà uống chết nhánh này nè, mình thấy hình như là nhiều lắm bạn, rất là nhiều bạn nói với mình á, ví dụ mà uống chết nhánh này nè nhiều lắm à, chẳng qua là do mình thôi ha. Ừ, các bạn thấy là mình chịu khó mình vô hết luôn mà, những cái cành này nè, những cành này nó mang qua rất là nhiều nữa mà. Chứ mình bỏ nó cho nó thoáng thì cũng được. Ôi trời, để hình nhánh nè, vậy ha. Mình cứ lắc lượng cho nó, cho nó đừng có chồng chéo lên nhau các bạn ha, xen kẽ nhau là được. Vậy
Đó thì các bạn tưởng tượng đi, cái cách mà như nãy mình nói là có bạn là nhắn tin cho mình kêu là quay hết cái video đừng cắt ghép đó, các bạn tưởng tượng mà tháo dây rồi vô dây vũ thì các bạn tưởng tượng là cái video mà mình nói 3 tiếng đồng hồ á, là đó mình nói khiêm tốn, thật ra chắc hơn các bạn ha, làm kỹ hơn hơn 3 tiếng đồng hồ mới xong cái cây này nè. Các bạn có kiên nhẫn, đủ kiên nhẫn mà để xem 3 tiếng đồng hồ cái video của mình không ha. Thành ra mình làm video này các bạn thấy là nhanh gọn lẹ nhưng mà nó đáp ứng đủ cái cái nội dung cái video bạn ha. Cái video thì các bạn thấy là thì nó giống như một bài văn mình viết vậy đó. Đầu tiên là nó phải có mở bài rồi thăng bài và kết luận, các bạn ba phần nó rõ rõ ràng thì mình cố gắng mình làm ba cái phần đó cho nó thật là rõ, nhanh gọn lẹ ha. Vô thì mình nói mình giới thiệu về cây mai ngày hôm nay là mình có thể mình làm cây mai thế này thế kia, cây mai đó ra làm sao thế nọ, giới thiệu sơ ngắn gọn nhanh gọn lẹ xong xuôi làm vô liền các bạn. Mình làm thì đầu tiên là gì, đầu tiên là tháo dây rồi cắt tỉa rồi tháo dây rồi vô dây rồi uống rồi lắc rồi lượn xong rồi kết luận ở cái đó xong nó vậy vậy đó. Các bạn thấy mình làm là thương đó, các bạn thấy một cái video của mình thì hình như lúc nào mình chú tâm đến cái nội dung, làm sao mình chuyển tải được cái nội dung ngày hôm đó mình muốn chia sẻ với bạn cái gì là ok các bạn, chứ không cần thiết phải dài dòng ngồi có bao nhiêu nó nói hoài. Mình là thật sự là mình không thích, mình ghét luôn bạn, mình ghét có bao nhiêu chuyện mà nói hoài á, ghét lắm. Thành ra làm cố gắng nhanh gọn lẹ các bạn luôn đó. Các bạn cũng nói là thôi uống thì nếu mà thật ra đó cái cách mà uống, cái cách mà chia sẻ uống này nè thì các bạn thấy là mình chia sẻ nó quá nhiều, nó thừa luôn rồi, đâu thiếu đâu. Các bạn có thể xem lại những cái video khác kết hợp với nhau thì các bạn sẽ cho ra một cái kiến thức kiến thức rất là chi tiết các bạn đó, từng cái chi tiết, từng cái nhỏ, từng cái lớn, từng cái có thể nói là những cái kinh nghiệm mà không ai người ta chia sẻ luôn, mình cũng đã có làm một cái video hết rồi. Nó vậy đó. Chứ mình đó thì một cái video mà mình cứ ngồi có nhiêu chuyện uống cũng dây gì nè, lắc gì là lắc gì là uống gì là lắc gì là uống gì là lắc gì là trốn luôn rồi, ha. Đó. Nhanh gọn lại đó. Nhưng mà truyền tải được nội dung hôm nay thì mình cái nội dung của mình thì bạn thấy là vô đầu là video mà mình đã nói rồi, mình chia sẻ các bạn là cỡ tầm khoảng bao nhiêu lô mình uống dây chứ mình không phải chia sẻ cái cách uống mà ha. Nhưng khi mà vô video thì mình cũng có nói cái sơ về cái phần cách uống đó, nó là phụ rồi ở trong cái video của mình ha. Chủ yếu là mình chia sẻ các bạn là để bao nhiêu lâu thì bạn thấy cái cây này thì mình đã nói rồi, tầm khoảng 3-4 tháng nữa video đầu video mình đã nói rồi đó ha. Rồi tiếp theo là để lấy khớp kháng gì bây giờ uống thì bây giờ mình vô dây bắt dưới nè ha, mình uống lên uống về dài tí chắc là xong video thì mình sẽ quay lại cho bạn xem chứ phần uống thì nó vậy đó ha. Cứ vô dây rồi uống tới các bạn lắc rồi lượng làm sao mà cho nó sâu le, nhìn có thể thoáng vô, có thể mình nhìn cái chiều ngang các bạn, mình quay tròn là mình có thể mình nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp với nhau nhưng mà nó phải sâu le vậy bạn, cái trên với dưới nó sâu le với nhau vậy ha, là ok. Nhánh trên nhánh dưới nó đừng có chồng kéo nhau mà nó đừng có khích với nhau quá là ok ha. Rồi bây giờ đến uống xong cái hoàn thiện mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Rồi sau khi mình la lắc thử nãy giờ nó xong rồi các bạn ha, đó cái thằng ngọn mình cũng dừng, không phải dừng các bạn, cũng như mình lắc nó qua mình lượn lên ha. Sau này mình có thể mình lên thêm miếng nữa là được các bạn ha. Đó em cho các bạn xem cái ngọn nè, cái ngọn này lúc trước á là cắt bỏ nó bạn, đây nè bạn thấy không, cắt cái này về nó qua đây nó, thay vì nó đi thẳng đây là nó có một cái co này nè, lúc trước trước mình làm các bạn không biết còn nhớ không, không có làm cắt bỏ mình nhá đây một cái nè, cắt cái này khứa đi cái này mà nó không lên, nó lên dưới đây nè thì mình uống nó qua, uống nó qua đây để nó ngay là chính giữa của nó nữa bạn ha. Rồi mình thêm dựng này lên, mình dựng này lên thêm miếng nữa là nó ngay giữa nè bạn, ngay giữa của cái cây đó. Thì các bạn thấy là hết nửa năm ha, hơn nửa năm trời đó lắc lượng nó cũng đâu 2-3 lần vậy đó. Trời mưa tới nữa các bạn, thì cuối cùng là cây đã kín tàn hết trơn rồi ha. Thì các bạn thấy đó, mình uống nó kín tàn nhưng mà các bạn thấy là ở trong kìa đó,
mà thấy những cái tay cành đó mình lắc lộn là nó đều 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 ra, mà nó so le ra các bạn ha, nó không có bị chồng chéo mà nó không có bị bích lại với nhau đó. Mà thấy mình cũng rất là đó nè, quay trong nè ha, cho bạn xem thì nó đó, cái chi cành nó làm thế là nó không bị rối ha. Đó, trong là mình thấy rõ nét. Ngoài mình nhìn vô thì các bạn thấy là nó từ lớp từ lớp từ lớp đều len lên đó, chứ nó không có bị chồng chéo thì nó mới hay được các bạn ha. Mình làm phải kỹ một tí thì nó mới được cái cây nó đẹp, còn mình làm không kỹ thì nó xấu các bạn ha. Mình đi vòng các bạn xem đó, thì hết đâu hơn nửa năm. Nếu cây này mình làm 1 năm thì nó đầy kính bông rất là xài luôn bạn. Thì lúc mình mới cắt cái cây này nè thì các bạn cứ nói mình nó là không biết là cắt cái cây này mình làm mà không biết có là cái Tết nó có qua hay không đó. Bạn cứ nhắn tin hỏi mình hoài luôn thì chắc chắn là cây này có qua các bạn ha. Thì mình nghĩ là nó cũng sai đó chứ không phải không đâu đó. Thì cái giống này thì giống này là giống mai hạt mà nó có bông cũng sai nè, không không cần ghép nữa bạn ha, không cần ghép nó vẫn sai bông đó. Bạn thấy mà những cái chi cành của nó thì mình chiếc chi cho nó đều ra hết đó. Ha đó, thì cái cây nó mới đẹp được các bạn ha, chứ mình không uống rùa ra. Bạn thấy nè, cái tay cành thì mình uống là nó từ lớp từ lớp từ lớp lên đó, nó đẹp được bạn nè. Cái quế kìa bạn ha, quế làm xong rồi đó, làm xong cái đậy cái giải lên vậy đó bạn đó. Thì hôm nay mình chia sẻ bạn cái cách uống cái cây mai tứ diện các bạn ha, với lại đó là cũng trả lời các bạn đó là khi mà mình vô dây thì bao nhiêu lâu là mình uống nữa đó. Thì bắt đầu mình cắt thì mình vô đợt đầu đợt sau thì tầm khoảng 4 tháng các bạn, chắc ăn là khoảng 4 tháng cho đến 6 tháng ha, thì mình có thể mình mở nó ra mình vô lại lần thứ hai rồi. Thì mình vô cái lần này nữa bạn, mình để lâu hơn tí vẫn được nè đó. Nhưng mà nếu mình muốn đẹp thì các bạn nên nên gỡ ra gỡ vô tầm khoảng 4 5 tháng, 3 4 tháng vậy đó, thì mình gỡ ra mình vô lại thì nó đẹp các bạn ha. Đó, mình tốn công xíu đi thì cây mình nó rất là đẹp chứ không vậy chứ. Đó, mình làm càng nhiều lần thì nó càng đẹp các bạn ha. Đó, các bạn nhìn thấy những cái chi cành của nó mình uống thì sau này đó các bạn, mình lật lá ra thì bạn thấy cái cốt cành ở trong đã có rồi, lúc trước đó mình cắt sát đó. Bạn xem đó ha. Cây này thì hình thú cũng đẹp lắm bạn, cành nhánh thì nó vậy nè, dài nhằn ra ngoài đó. Lúc mình đem về thì nó dài lắm nên mình cắt nó ngắn lại rồi rồi mình nhiêu dây đó. Thì bạn thấy là những cái tay cành của nó thấy là nhìn nó mới đã được ha. À, rồi thì mình xin dừng cái video ở đây ha. Đó, các bạn ngắm lại thêm lặng ở đây đó. Thì Tết hôm nay mình nghĩ là nó cũng đẹp đó các bạn ha. Tết nay thì mình lặt lá cái lộn cái vàng xương ra nhìn đã luôn á. Rồi các bạn xem video thì nhớ chia sẻ mọi người cùng xem ha, đặc biệt nhớ đăng ký kênh của mình ủng hộ mình các bạn ơi. Rồi mình xin chào và hẹn những cái video tiếp theo.